Xin là kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay mình thông báo hai dòng mã hàng này. Là đầu tiên ở trên là Vanker Next 30 Plus. Đây, Next 30 Plus. Vanker có chống hú, cổng quang Bluetooth, vang thuần cơ. Bên mình đã có hàng. Và ở dưới là quản lý nguồn của Next. Nha, quản lý nguồn Next. Cái này có chức năng tắt bật từng kênh. Đấy. Hiện tất kênh nào thì tắt. Ở đằng trước đây nó có cái đồng hồ báo vôn. Ở Hà Nội thì chỗ nhà mình đây nhiều nhà dùng quá, chẳng bao giờ đạt được 220, toàn đi trên 210, 211, 212. Hai dòng này thì mình báo giá luôn để anh em mình nắm được khi mua sản phẩm của bên mình. Vanker Next ở trên giá bán cho một cái là 1.250.000 đồng, bao ship toàn quốc, nhận hàng thanh toán, thời gian bảo hành là 1 năm. Hàng Vanker Next. À, dưới thì là con quản lý nguồn Next, thì con này cũng có giá, con giá rẻ hơn nhá, là 1.200.000, 1.200.000 một cái và cũng được bao ship toàn quốc. Đằng sau của hai chiếc máy ở đây, mời anh em xem đằng sau của nó. Ở đằng sau các nút ở của con Vanker thì chỗ này nó có volume to nhỏ của mic này. Sau một đây bên đến đây. Đây là chỗ to nhỏ của đường center này. Cạnh center đây có nút ấn ra ấn vào thì anh em mình có thể dùng nó để lấy đường nhạc hoặc lấy đường mic, tùy anh em ấn ra ấn vào nhé. Còn sang đây là đường súp này, cắt súp và to nhỏ của súp này. Và đây là đường to nhỏ của nhạc. Anh em mình cứ để cho nó khoảng tầm vừa vừa thôi, tầm khoảng về tầm 3 giờ thôi nhá. Còn đây là hai đường cắm tín hiệu input từ TV, từ điện thoại, cổng 3.5 vào đây. Kế bên là cổng quang và đây là anten để bắt anten vào đây. Anten có anten nhưng mình không bắt vào thôi, là trong hộp anh em nhá. Có anten, con này có cả điều khiển nữa. Đó. Nói về con Vanker này. Và anh em cắm súng đẩy thì cắm vào đường nép vào roi ở đây. Cắm âm ni cũng vậy, nhưng âm ni thì phải dây chuyển đổi từ ca lông xuất bông sen. Còn xuống dưới đây thì 8 đường cắm của chiếc quản lý nguồn. Thời gian bảo hành cho sản phẩm này là 1 năm, cả hai đều là 1 năm cả. Anh em lưu ý rằng ở con Vanker Next thì ở chỗ này này, nó có một cái chữ input này, anh em nhìn thấy này. Anh em mình ấn vào để mình chuyển đổi các tín hiệu ở đây này, nó sẽ chạy đi chạy lại này. Đó. Khi nào nó chạy theo đúng cái đường chọn của anh em mình AUX này, AUX 1 thì anh em mình đang cắm ở đằng sau AUX 1 thì chuyển về AUX 1 và cắm vào AUX 2 thì mình chuyển vào AUX 2 ở đây. Cái đèn xanh thế đâu thì là đúng cái đó nhá. AUX này, ấn tiếp tục này. Thì nó sẽ ra optical này, đấy anh em thấy đó. Rồi bờ Bluetooth này, đấy. Xin lỗi, vừa rồi nó USB nhá, bây giờ mới là optical này, là chữ OP này. Đó, AUX này. AUX này. Đấy, đây là USB nhá anh em nhá, đây là USB. Đó, còn đây mới là BT thì mà nó tút. Đấy chữ BT này. Đấy, optical đây. Em mình ấn vòng tròn, nó chạy vòng tròn. Quản lý nguồn này thì khá đơn giản thôi anh em mình. Đầu tiên thì mình đây mình tắt lại từ đầu nhá. Tắt đi như này. Anh em mình sẽ bật lên này. Đúng không ạ? Bật lên và anh em giữ cái này cho em 1 giây. Đấy, nửa giây lên này. Thì cái này nó sẽ lên lần lượt. Và khi mình tắt thì nó lại lùi lần lượt. Anh em nhá, lại lùi lần lượt. Đèn sáng tới đâu thì là có điện tới đó. Anh em tên là giữ nút tắt, đừng tắt cái cát này nhá. Tắt ở chữ nút chữ quản lý ở cái biểu tượng cái nút nguồn này này. Anh em lại giữ ở đấy khoảng nửa giây thôi. Đó. Thế này lùi lại. Đây lùi lại anh em nhá. Đây lùi lại. Đó. Khá dễ thôi. Và anh em là cần sản phẩm nào đó điện cho mình nhá. Qua số máy 0904 61 2323. Chào anh em.